Tại Cần Thơ, Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 29 tháng 7, thành phố ghi nhận 138 ca nhiễm mới COVID-19. Trong đó, 7 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế, 77 trường hợp trong khu cách ly, 13 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 41 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Trung tâm kiểm soát bệnh tật và các trung tâm y tế quận huyện phối hợp lực lượng công an khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan. Đã truy vết 108 F1, 13 F2 liên quan và đang tiếp tục điều tra truy vết, đồng thời tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm liên quan theo quy định. Trong ngày có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị khỏi, xuất viện và tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định. Trong ngày, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện test nhanh 1.553 mẫu và xét nghiệm RT-PCR cho 2.732 trường hợp. Số trường hợp đang cách ly tập trung 2.826 người. Tính chung đến nay có 5.878 người hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương. Số người đang theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà là 6.051 người. Tính chung đến nay có 64.775 người hoàn thành thời gian theo dõi cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú. Ban chỉ đạo thành phố phòng chống dịch bệnh COVID-19 Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan với các địa điểm nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 15 đến ngày 29 tháng 7 năm 2021 như sau. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều gồm số 278 trên 27 trên 19 phường Hưng Lợi, số 132 trên 36B khu vực 5 phường Hưng Lợi, nhà trọ 4C trên 1 khu vực 3 phường An Khánh, số 5 trên 55 đường Trần Phú phường Cái Khế, số 44 trên 4 trên 7, 44 trên 8 trên 2 đường Cách Mạng Tháng 8 phường Cái Khế, số B4 16 đường Trần Quang Khải phường Cái Khế, số A1.2 chung cư Lý Hồng Thanh khu vực 3 phường Cái Khế, số 24 trên 26B đường Võ Thị Sáu phường Tân An, số 173 đường Nguyễn Thị Minh Khai phường Tân An, số 12 trên 17, 12 trên 25A, 48 trên 23, 48 trên 26A, 73 trên 16 trên 34 đường Nguyễn Trãi phường Tân An, số 147 trên 60 đường Nguyễn Nhân Cừ phường An Hòa, số 7 trên 20C đường Mậu Thân phường Xuân Khánh, số 125 trên 40 đường Hoàng Văn Thụ phường An Cư. 2. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng gồm số 508B tổ 12 khu vực 2 phường Hưng Phú, số 438, 468B, 470, 473, 508B tổ 15 khu vực 2 phường Hưng Phú, khu vực 4 phường Hưng Phú, khu vực Phú Xuân phường Phú Thứ, khu vực Thành Quề phường Lê Bình. 3. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy gồm khu vực 3 phường Trà An, khu vực 4 phường Trà Nóc, số 18 trên 3 khu vực 1, số 24 trên 2B, số 41 trên 4A khu vực 2 phường Trà Nóc, số B46 khu dân cư Dược Lũ phường Trà Nóc, số 365 trên 18 khu vực Bình Chánh, số 386B trên 6 khu vực Bình Yên A, số 75 trên 4 khu vực Bình Dương phường Long Hòa, đường số 3 phường Long Hòa, số 122 trên 4 trên 18B đường Nguyễn Thông phường An Thới, số 14 trên 3, số 36 trên 6, khu vực 1, phường Bình Thủy, số 25 đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy. 4. Các địa điểm thuộc huyện Thới Lai gồm ấp Thới Thuận A, ấp Thới Phong A, thị trấn Thới Lai, ấp Trường Phú A, ấp Trường Hưng, ấp Thới Quang, xã Trường Thắng, ấp Định Khánh, xã Định Môn, ấp Thanh Nhung, ấp Phú Thọ, ấp Thới Ninh, ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, ấp Thới Hòa, ấp Thới Bình A, xã Thới Thành, ấp Trường Phú B, xã Thới Tân. 5. Các địa điểm thuộc quận Ô Môn gồm công ty QM, ấp Trường Trung, Trường Lạc, ấp Thế Phong A, ấp Thế Trinh A, phường Thế An, ấp Thế Ngương A, ấp Thế Lợi, ấp Bình Hưng, ấp Thế Trinh, phường Phước Thới, ấp Tân Quy, phường Trường Lạc. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt, huyện Phong Điền gồm khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, ấp Thế Giai, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, ấp Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền và địa điểm tổ 3, ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đề nghị những trường hợp có liên quan các địa điểm nêu trên khẩn trương đến trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú tạm trú để khai báo y tế.